Nam cho nam bằng nai bố. Chờ á. Ờ, đi à mẹ chờ bố này. Ờ, em vừa bảo ba thôi, ba bảo chỗ này là cứ đổ thoải mái. Vào đây đổ ở đây. Đổ đây à? Đổ đây xong rồi xe quay đầu ở đây. Vâng. Lộ mẹ, à mẹ cái chân bằng ba ấy mà nó. Thế bảo ba luôn đây, đổ đây này, đổ nhờ đây này. Vừa rồi bà bảo là cho để rồi. Còn văn ra là ăn lùi lúc cho chắc. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Quân xin kính chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là cùng em Quân đi xuống đến nhà của hai ông cháu của bác ạ. Và cái thước phim hôm nay cháu Lực xuống thì sẽ đợi cái anh mà lấy vật liệu đấy cô bác, để mà cháu Lực xem là cái con đường này thì có liệu có lấy được vật liệu đi xuống hẳn ở dưới kia không. Trong thời gian qua thì Quân thì cũng là một con cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ của bác. Hiện tại thì cháu Lực cũng có mở ra thêm một cái kênh nữa là kênh Tem Bản Em của bác. Thì rất là mong các bác anh chị sẽ ra bên đấy để mà ủng hộ cháu Lực với lại em Quân của bác nhá. Quân thì hôm nay xuống thì ở nhà thì đã làm hết xong mọi việc chưa? Em làm xong hết rồi. Xong rồi đúng không? Xong rồi. Xong thì Quân mới cùng cháu Lực đi xuống được của bác ạ. Không, bây giờ thì không biết là anh chở vật liệu thì giá ra đến đây thôi. Vật liệu ra đây chưa? Thì gọi thêm anh thêm một lần nữa nào. Cái con đường này là đi xuống làng đấy cô bác ạ. Thành ra là sợ rằng là con đường bê tông người ta làm không có được chắc cho lắm. Lô. Anh sắp đến chưa anh? Sắp đến rồi. Sắp đến rồi à? Thế em đang vâng, em đang đợi đợi anh ạ. Đang ở chỗ nào anh? Đang ở chỗ mà đường đi xuống ấy, chỗ mà anh em mình bảo ấy anh, xem là đường vật liệu nó sự đường vật liệu xuống được không? Anh đang cách đấy tầm 15-20 mét rồi. Vâng vâng. Anh thì vừa bảo là xuống đến đây thôi. Ồ anh có đi nhanh phết đấy nhỉ, ra đến đây mà có vẫn có nghe điện thoại của em, chịu rồi. Ai có quả xe đẹp đấy nhỉ? Hôm nào mượn đi tán gái tí ngồi rồi. Đây, xem đường nào. Xem đường em đi xe máy luôn à? Đi xe máy với ngó luôn. Vào. Đi bộ từ đây xuống. Nào, đường này liệu là chỗ này xe ô tô anh có xuống được không? Đoạn này thì đi được. Nếu mà lấy vật liệu mà đổ vào chỗ này nó thì lại xa quá anh ạ. Ngó từ đây xuống gần cây cơ mà. Vâng. Cây 2 cây số cơ mà. Vâng, cùng giới thiệu với các bác luôn là anh Sơn mà đợt trước cũng lấy vật liệu vào nhà của em xử đó các bác. Hôm nọ thì anh cũng có làm một chuyến vật liệu lên trên nhà của em xử là anh không lấy cước. Hôm nay là anh em mình sẽ tiếp tục là đồng hành tiếp anh ạ. Ok. Đây mà. Anh xem em ạ. Vâng. Đi ra anh em tiếp đi. Đây, để Quân với lại bạn Caraman. Vâng. Bên sau xem đón em nhá. Nhưng mà như này thì liệu có xuống được không anh cái đoạn này? Đi được. Này cống này này, sợ rằng là xe nặng quá thì xuống nó sập ấy. Như xem đường nó có đủ rộng tái xe anh vào không. À. Sợ này xe to không vào được. À. Xe bé thì đi lại không bó. À. Xe bé quá này, cước này cao quá. Cước à. Bây giờ... Xe điện lại mát đấy. Xe điện đấy. Để đó. Chắc đọc nào xuống thì... Đẩy nó lên. Về điện như thế này sợ điện nó hở lắm. Dần đây nó cho dây điện thấp quá. Về cái đường này từ ngày xưa làm đến giờ làm gì có ô tô nào xuống đâu. Chưa ô tô nào xuống á? Đâm ra phải đi xem đường ấy. Cái đường này trước là nhà anh làm hay sao đúng không? Trước nhà anh đổ thuê cho bọn cho họ thôi. Nhưng mà nhà anh gọi là thầu cái công trình này rồi. Chỗ này này anh, chỗ này liệu rằng là cống này liệu có đi được không? Đi được đúng không? Đi được. Cống này được. Đi đường à? À. À, đường này cũng đẹp hết đấy. Đường này không có tô xuống này. Hầu như là ở dưới này là chưa có ai hình như là gọi vật liệu bao giờ cả. Bên đây toàn... Có làm nhà đâu, có làm nhà gỗ. Toàn chở củi thôi. Bên cắt cỏ không? Chống. Thế bây giờ xem vật liệu như này thì... Nếu mà đường vào ok ở chỗ này thì có vẻ... Không, đi được. Xem có hơn bao nhiêu không thôi. Dạ. Đi được.
Vào bên trong được. Nếu mà như không vào được thì là cuốc ở trong. Cuốc ở trong. Chỗ này nắng nắng đi xuống còn nhìn thơ mộng một tí, nếu mà mưa xuống thì ôi ôi. Mưa thì lại âm u quá. Đấy mát mẻ đấy nhờ. Vâng. Tít xuống đấy còn mát hơn. Nhà hôm nọ em bảo với anh bảo là định lấy vật liệu ấy, đi tít xuống cái khe suối này anh ạ. Đi bộ đi à? Từ đây thì đi được xe máy, nhưng mà nếu mà lấy vật liệu vào ấy thì là không ngay. Vật liệu đổ đâu em? Vật liệu thì chắc là ra bên kia thôi anh ạ. Đây đi đường này phải không? Không, không phải đi đường này đâu, mình bên này. Đổ đây đúng không? Đổ đây rồi. Nhà bác. Tấm mày này. Đây chắc là anh em này đúng không? Vâng. À. Anh em mình dừng xe ở đây thôi. Okay. Vật liệu đây. Là đổ đây à? Đổ đây ạ. À? Vật liệu chắc đổ đây thôi, nhưng chỗ này thôi. Chỗ này xem là xin đất đây. Không chung quay đầu á? Ừ. Nhưng chỗ này không quay đầu được hả anh? Ủa ông Hàng không quay đầu chứ. À đi. Chắc đổ. Hay. Đổ đây được không? Đổ dưới kia. Vâng. Tại anh Sơn đang đi xem là những chỗ mà cứ để xe kia luôn. Để xe quên. Để xe kia luôn. Thế tao mai nãy bảo nào. Ồ. Lán ác của văn ổ vật liệu mà nữa là nó lâu hơn dân xe xe sò thôi à. Đây là nó ổ lồ níu này về. Đây. Đất ở chỗ này là đất của bà đấy cô bác ạ. À, cháu được vừa xin phép bà là mấy nữa cháu được lấy vật liệu vào thì sẽ để vật liệu. Ờ tầm ở này lăn bà lên này. Quân ở xe để chúc vào quân xe. Ôi bây giờ có gió nhiều quá cô bác ạ. Ôi anh mua nước luôn à? Muốn lon à? Anh em đi đông vất, anh em đi cảm thấy lực mua nước cho anh em uống. Nay đi xuống quên đấy. Mình cho anh mỗi thằng một lon uống cho nó đây. Mát họng đấy với cái thời tiết nhường, anh nhường lon của em cho bà đi. Này nát hơi lá nơi bà là lá nơi bà lon mẹ ơi lá này chỉ mơ bà thôi vẫn là lá nó lồn nếu nếu bà kìa hết rồi chứ mẹ đây cũng được sự đồng ý của bà rồi đáng nghe là nếu mà hôm nay không gặp bà ở đây là phải đi ra nhà bà để mà xin đấy. Thôi bây giờ phải lùi đi từ cái già anh này cặp ăn chỗ bài chỉ lon cài cặp ăn. Xe của anh chắc không vào được trong này đâu nhỉ? Không vào đâu, cái đường đấy thì cái đường đấy thì chắc là chỉ có đầu. Đây, bà ba là cho đổ đây này. Ở đây có một cái đường bé bé không biết là đi được xuống nhà ai rồi. Ờ bà. Cái phố văn là lán nào lồ nếu bà? Lán lồ xít là lồ mà ghét này yếu. Cái này chắc là chuyến rất là lâu lắm ấy nhỉ. Nó mấy đằng ba này à? Lê đi lồ nhờ này, nó là này mà. Chắc có hùng ở đây lúc trong trang trai là vẫn là vui đó. Mình bạt à? Mình bạt vui quân cho Long ạ. À, lối tàu bật lối cho nên mình bạt vui. Rồi em xin á. Ờ bà. Ờ lán bài riêng bà đó đấy. Để cho bà lăng còn cha bà thôi nhá. Mà tiếp bà còn không lộ cả lô này này bản thủ thoải mái này. Ừ, chứ mẹ. Này cho bạn này chú sao lắng phải vai chứ mà bởi là vâng chỉ mua mà hốc tăng là chỉ mua chào mày đấy. Ở chỗ này thì là vẫn còn là một chút cỏ đấy cô bác, vừa rồi thì cũng xin phép bà rồi thì là bà cũng đồng ý đấy, rất là sợ rằng là không có được sự đồng ý của các bà các bác thì thực sự là không có chỗ nào để mà đổ nữa. Đúng rồi. Đất thì không phải là đất của nhà mình, không có chỗ để đổ đâu, còn chỗ nào nữa đâu. Vâng. Bằng quay chắc là phải chuyển từng xe một thôi em ạ, hết xong lại trở vào rồi. Bởi vì là cái chỗ này mà đổ tập kết là không có chỗ quay đầu xe. Thì bây giờ bài nó hẹp quá. Thì bây giờ em đang định tính bảo là lấy gạch trước. Lấy gạch trước xong là chở hết gạch xong mới bắt đầu chở những thứ đấy. Thế thôi chắc được chỉ đến đây đó. Chỉ đến đây thôi. Ở đây thì xe ô tô chịu rồi được này. Hôm nay nắng xe máy còn đi được, nếu mà mưa thì là đi khó lắm anh ạ. Đường to như này. Hôm nọ em nghe Phong Phanh bảo là đường này tháng 3 mở nhưng mà không biết là tháng 3 hoặc năm nào. Cứ tưởng là tháng 3 năm nay. Đường này không mở đâu. Xuống bên kia đi dốc. Đi dốc lại vận chuyển bộ à? Vận chuyển xe máy thôi. Từ đây xuống
tầm mấy cây? Từ đây xuống ít nhất phải tầm rơi tầm 3 cây nữa. 3 cây à? Vâng. Thế em chở một xe cát thế này chắc là phải tuần mới xong một xe. Một xe cát thì chắc rơi tầm độ 2-3 ngày đấy, không đến tuần đâu. Nếu mà nếu mà thời tiết mà nắng nắng như này ấy, thì độ tầm 2-3 ngày nữa. Được, ok, chốt. Nhưng mà hôm nào anh em mình đi chở được? Chắc là mai ngày kia thì đấy, cho trời nó nắng nắng tí cho anh em đi xe máy đỡ vất vả. Không mai nó lại mưa thì chở được gì, chở đủ ở đây mất chỗ hết thì làm sao. À, gạch này ở dưới cái khu này thì là gạch đỏ này cô bác này, mất rất là dễ dàng. Tại vì là bà con cũng hay lấy gạch đỏ về để mà làm nhà vệ sinh này cũng như là làm chuồng lợn nữa. Tại vì bây giờ đi lấy thì không phải là lấy gọi là ở ngay huyện hay là ở đâu đây cả cô bác ạ, mà đi tận ra tỉnh khác để mà lấy. Thì thứ nhất thì là đi một chuyến thì đi một lần thì sẽ là gọi là lấy một chuyến luôn, lấy rồi cho nó đủ xe luôn. Ủa gió to quá anh. Gió to mà. Em xin nhá. Ôi đi về thôi nhở, anh đi về nhá, anh trâu rồi. Anh chỉ đến đây thôi đúng không? Vâng, đến đây gọi là xe vào được rồi đúng không anh? Vào được, tối nay vào được. Vâng. Nhưng mà không dám đi, không dám đi nặng. Đi được tầm mấy tấn? Đi nhẹ nhẹ thôi, không dám đi xe đầy ạc như kiểu là đợt chở xử đâu. Đợt chở xử thì được, xe đầy nhở. Nhưng mà bây giờ lấy một xe gạch thì nó là một chuyến rồi. Xong rồi một chuyến thứ hai thì chuyến thứ hai là sắt xi này. Sắt xi này. Đấy, còn là... Kiểu cái gì nó gọi sau thôi. Gạch nữa. Kiểu thì mình cứ dùng hết xong một thiếu lại gọi, thiếu lại gọi thôi. Vâng. Chứ bây giờ chở ạt vào đây, đổ vào đây, chuyển không chuyển thì mất làm sao. Bây giờ em cũng bảo với lại đội thợ rồi là em chở gạch đấy, vận chuyển hết gạch đi xuống dưới. Rồi xong rồi em mới tiếp tục là lấy xi vào. Hôm nào lấy xi vào là phải chuyển trong vòng một ngày luôn, bảo nó tăng thêm người. Bởi vì là không để xi ở đây mất đấy. Với lại mưa gió mùa này là mưa to lắm. Vâng. Ở đây nó tăng dốc thế này thì nước mà trôi vắt xuống thì hỏng hết xi. Vâng. Thế hôm nào anh em mình đi chở được thì bảo em nhé. Ok. Rồi em đi cùng luôn nha. Chắc mai kia. Mai kia. Ok. Để sáng cái kia thì em lại đi trao quà mất rồi. Thì là em cứ trao xong rồi anh trở lên gần đến nơi thì anh gọi em lại ra đi cùng anh. Cùng anh đi tận góc luôn. Được. Dạ. Ok. Thì anh nhưng mà mai không được, mai phải sửa xe. Mai ngày kia. À ngày mai à. Ngày mai sửa xe mới một ngày. Hay tầm ngày kia đi. Ngày kia. Ngày kia đi, em cứ xong việc của em đi gọi anh lúc nào vâng. Đi lúc đấy. Vâng. Ok chưa? Bây giờ cho mấy anh em thợ người ta vận chuyển cắt đấy một tí. Cắt thì chắc là mua luôn rồi kia. Đấy. Chứ vận chuyển thì đi cũng mà chết. Xa lắm. Xa quá. Cắt thì chắc là vẫn phải độ tầm cắt chắt một xe. Cắt chắt thì chắc là một xe là đủ rồi chưa? Như cái mẫu nhà mà hôm nọ em cho anh xem. Anh xem là gọi là cái lấy vật liệu của em thì lấy như thế này thì nó ổn chưa, nếu mà thiếu thì anh bảo em nhá. Ngôi nhà thì là 50m2 đấy. 50m2 ok. Thì theo anh là tầm nhà 50m2 mà 3m thu hồi thì độ tầm là bao nhiêu gạch thì đủ ngăn hai phòng nhà vệ sinh nữa. Cứ trở về đi, trở về làm xong xem là thợ nó thu hồi như nào anh biết chứ. Thế là thiếu thì lại được. Tiếp thiếu đi lấy được, lấy thêm được. Thiếu thì lấy cộng lại ghép hàng mà trở vào thôi. Lại ghép à? Ừ. Nhưng mà ghép được đúng không? Ghép được rồi. Thế thí dụ bây giờ em thì sợ rằng lấy về mà thiếu 1.000 thì lại làm một chuyến cước xe từ kia ra 1.000 thì không đủ tiền cước để mà giả anh nhá. Chở lên để trên đường nghe không? Tự chở xuống bộ. Xa thế. Em định là máy nữa đào lại chỗ này này anh ạ. Xong là khi mà chở xe máy xuống là tập kết à? Tập kết ở đây. Đúng là làm những quả nhà này đúng là kinh khủng, đường xá đi khó khăn quá. Vừa rồi thì anh cũng nhìn thấy từ anh em mình đi trên đường kia xuống rồi, phải nói là cái con đường kia thì huyền thoại. Nhưng mà cũng có nhiều cô bác ấy nói rằng là đi trên tìm đất ấy, hôm nọ em cũng tìm một thời gian ấy, không ai có, không ai bán. Trên đấy thì bây giờ với lại là kể cả là có người ta bán thì nó cũng bán đắt, mà với lại là thứ hai thì bà con ở đây thì em phải biết là người ta là ruộng nương ở đâu, là người ta ở đấy, đất người ta lên đấy thì có mỗi đất mà em kể cả em có mua được mảnh đất cho người ta ở đấy mà họ không có biết làm gì đâu, ruộng nương ở đâu thì dân ở đấy đâu mà. Bây giờ em bảo bây giờ mà lên đấy thì lại bỏ hết ruộng nương các thứ ở dưới này à, từ ngày xưa rồi. Bây giờ hầu như là bà con là ở trên vùng cao là sống nhờ vào cái đồng ruộng cả, nếu mà không có ruộng là không đủ ăn. Bây giờ nếu mà bảo là
Không biết là ông đã gặp, anh đã gặp ông sò đấy rồi chưa? Đây thì anh cũng lâu lâu mới gặp, anh cũng chẳng nhớ nữa. Cũng nhiều các bác ở trên kênh nói rằng là muốn để mà đi tìm đất ở trên kia xong là mở cái quán tạp hóa đấy, thì phải nói là bây giờ quán tạp hóa thì người ta cũng mở rất là nhiều, để mà cạnh tranh thì rất là khó. À, với lại là làm sao mà lên đấy làm sao mà cạnh tranh được hả em? Bây giờ mấy ông người lên đấy thì có biết làm cái gì đâu, họ đã va chạm buôn bán bao giờ đâu em. Vâng. Vậy đất trên đấy đó đắt. Hôm nọ em đi hỏi một chỗ nó còn phải là dốc hơn cả chỗ này anh, dốc bằng ngang chỗ này này. Người ta bán 60 triệu, bề ngang là 11 mét, bề sâu là 15 mét. 60 triệu đấy, 60 triệu viền ngoài đấy á. Nó dốc như này này anh. Nhưng mà rồi. Nhưng mà nó phải, nó như chắc là tận viền ngoài á, làm gì mà ở trong được. Cái chỗ mà anh em mình xuống đấy á. Anh em mình xuống, nó ở góc ra bên đầu nhà bên kia. Bên kia có mấy quán tạp hóa anh, đi xuống điểm trường ấy. Ôi giời, chỗ đấy thì thế đấy con. Như thế là nó, đấy là còn xa cái trung tâm như. À. Nếu mà ra trung tâm kia làm gì cái giá ấy mua được. Vâng. Thế thì chuyển để vào kia xong lại vác lại đánh này vác xuống à? Chuyển vào kia xong lại mấy anh em thợ lại vác xuống. Ở đây là cả công thợ, là công thợ làm nhà với lại công thợ chuyển vật liệu. Là em khoán thẳng luôn là người ta lấy 60 triệu. 60 triệu. Vâng. Thế bây giờ thì là người ta nhận làm cho quả này là cũng gọi là sợ, có sợ thợ nó chạy không em? Bây giờ làm hợp đồng xong hết rồi. Xong nhỉ? Làm hợp đồng xong hết rồi, cọc cho thợ là 5 triệu trước rồi. Xe máy còn không đi lại đến nhà nữa thì còn phải vắt bộ này nữa thì xe máy chắc là anh sợ thợ nó chạy rồi. Thợ thì cũng là thợ ở trong làng này thôi. Thì đợt này thì em không lấy đội thợ cũ ở trên nhà xưởng nữa. À. Đội thợ cũ nhà xưởng thì người ta không chịu là vận chuyển vật liệu. Đúng người rồi. Ta chỉ làm thôi. Đấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình thuê nguyên cái công nó mà vận chuyển không ấy thì là nó lại nhiều tiền quá. Nhiều tiền quá. Như bây giờ hai ông cháu ở đây thì sau này nếu mà em Mạnh mà 5 tuổi đấy, em Mạnh nhưng mà sau này mà lớn lên rồi thì biết làm ăn rồi thì nếu mà em ấy muốn thoát khỏi ở chỗ này thì em ấy sẽ tự mà phấn đấu. Đúng rồi. Chứ bây giờ mà đấy chắc toàn ruộng nương ông hết chứ đúng không? Ruộng nương ông từ cái chỗ thửa thứ ba xuống. Này ông lại tiếp tục đào thêm á. Đào đắp xong cho nền nhà ấy. Anh chưa chịu sợ chó không? Chào bác chưa? Ôi, cẩn thận nhá. Vậy hôm nay chỉ có một mình ông đào thôi. Nào, Mạnh ra đây. Sao đây về tập thế? Ồ. Con tóc khâu chưa? Vâng này, muốn cơ thay cái gì vậy nè? Hôm nay Mạnh ở nhà làm gì đấy? Hả? Nhà chơi thôi à? Thế không đào lên nhà à? À, thế Mạnh gửi một lời chào tới các bà nào. Chào ông các bà. Rồi. Vừa đi đâu tắm về sao ấy? Mạnh vừa mua dầu gió hay sao ông nhỉ? Hôm nay một mình ông làm đấy à? Vâng. Ông gửi một lời chào tới các bác không? Chào các chị các bác nhá. Hôm nay vừa lấy bùi à? Con dín nhiều quá nhỉ, tầm giờ này á. Quân nào hộ ông một tí quân. Chiều ngang này nó rơi vào tầm độ là 10 mét. Đây đúng không? Nếu mà có tiền thuê máy cho máy nó trả xuống. Thuê máy tơi á? Nó bảo thuê máy xúc đào ấy, chắc công mở đường còn quá tội. Chắc mở đường từ kia xuống về đây chắc phải đến 100 à, nếu máy mở ấy. Nguyên mở đường nhỉ? Nhưng mà bà con có chịu là gọi là hiến đất không là quan trọng nữa. Đúng rồi. Cái thứ hai, cái mắc tảng đá kia cũng mà sắp qua được. Cái tảng đá mà bà con hay để xe nhỉ? Anh có cách nào để mà gọi là có phương án nào mà tính để cho vận chuyển vật liệu nó nhanh không? Chịu với cung đường này thì... Với cung đường này thì anh cũng chịu thôi, đường này chỉ có bộ thôi. Gặp trên nhà xử anh đã thấy xa rồi, anh gặp nhà này còn xa hơn, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thì thưa các bác ạ,
Trước mắt là hiện tại là giúp đỡ cho hai ông cháu hoàn thiện cái ngôi nhà đó. Và cháu Lực cũng đã nói rất là nhiều lần nữa bác, có thể là sau này tương lai của bé Mạnh là về sau thì em ấy lớn lên rồi, biết là kiếm tiền rồi, thì em ấy sẽ tự đi ra ngoài đường mà đi ra ngoài đường để mà tìm đất để mà mua mà ở. Ở đây thì còn chăn nuôi được đấy, nếu mà đi ra kia mà mua đất thì không có chăn nuôi được anh ạ. Đây với lại ruộng nương người ta ở đây. Nào, ra đây để chú nào. Xóa hết chưa? Xóa hết chưa? Hả? Xóa hết chưa? Hôm qua dán kín hết cả cánh tay. Chỗ này chắc là đào lúc này là xong rồi ông nhỉ? Không xong được thì là để ngày mai tiếp tục nhà ông nhỉ? Đấy, bây giờ mà cái chỗ nền này mà thuê người ta đào nữa thì là cháu Lực sợ rằng là cái khoản là kinh phí của ông là sẽ không có đủ nữa đấy cô bác. Cố gắng đào một chút để sau này cái nền nhà nó rộng ông ạ. Đi bộ đi từ đây đi học anh. Năm sau đi lớp 1 còn đi xa hơn. Năm sau cho ở trọ trên kia hoặc là ở trong ký túc. Cuối tuần về nhà một lần. Hôm nay thì đưa anh thợ đưa anh chở vật liệu của bác đi xem cái tuyến đường ở trên này thì liệu rằng là có xuống được không, thì anh bảo với cháu Lực rằng là con đường đấy là xuống thoải mái đấy, nhưng mà từ trên kia xuống thì anh ấy không lo. Thế còn là từ cái chỗ mà nãy cháu Lực với lại anh mà nhận chở vật liệu cho cháu Lực cô bác là sẽ là trách nhiệm là của anh em đội thợ nữa. Thế mong rằng là trong cái quá trình làm nhà đấy các bác không có gặp cái chuyện gì nó xảy ra. Ôi giời. Đó. Được tầm thêm 30 phút nữa là mặt trời xuống một tí là che chết mắt mắt chỗ này rồi không nhỉ? À. Dễ. Chẳng thấy nào. Đó. Cái phong như mình. Đó. Chờ mấy. Chú ngoài thọ. Quần thì một tí là toát hết cả mồ hôi đấy nhỉ. Trong thế thôi là cái công việc mà đào nền nhà này là phải đòi hỏi sức khỏe của bác ạ. Không làm mà Mạnh, lên máy xúc đi, xúc đi. Máy xúc của Mạnh đâu? Hả? Máy xúc đi đâu rồi? Đây phải nói là khi mà không đi học với các bác ạ, chỉ có quanh quẩn là ở gần ông thôi, cũng không có đi đâu xa nữa. Chỗ này, những chỗ bên này thì liệu là đất còn có chỗ để mà để không ông? Có. Chỗ bên này ấy, liệu có đất mà để mà để không? Để đây xuống một tí. Để đây xuống à? Làm. Đáp ở chỗ kia nó cao lên, nó điều nó cao được không ông? Kiểu. Nhưng mà mưa, mấy nó mưa nhiều quá nó lại ra ruộng nhỉ? Ừ. Đấy, đất này nó chảy đi xuống ruộng rồi. Mày có bị ốm không?
không có bị không bị ốm nào. Nào đứng đứng dậy xuống như là dậy xuống xem nào, tay xoáy chưa xem nào, còn một tí nào, còn một cái nào, lần sau không được dán vào nhá, được chưa? Rồi không là hư là cho chúng không làm nhà cho đâu, có hư không hả? Có hư không? Hư à? Hôm nọ ông hình như là cắt tóc cho của bác này, dùng cái bát để úp để cắt á, chơi kiểu bát tóc bắt úp luôn. Lần sau thì đừng cắt tóc bắt úp này nha. Rồi vâng vâng, lần sau chơi tóc bắt úp này nữa thì cũng là đẳng cấp luôn. Đây không? Chú lụt cái mọc rồi. Quân là đẩy nhá. Đây, quân là một tỉnh. Quân thì phải nói là rất là nhiệt tình các bác ạ. Lúc nào cũng ra hộ hai ông cháu. Mặc dù là Quân cũng là một hoàn cảnh ấy, nhưng mà em cũng biết sắp xếp là cái công việc ở nhà đâu ra đó rồi thì em mới là đi giúp được. Hôm nào em bận thì em cũng không thể đi giúp được. Đó, Quân đã đánh nhá. Xe beng đâu không? Beng đấy. Hót từ chỗ này đâu không nhỉ? Ừ. Rất là mong các bác thông cảm hôm nay cháu được đi là mặc quần đùi đi các bác nhá. Chú mua xúc gì đào đây mày? Hôm nọ chú mua mấy xúc gì đâu? Hả? Hôm nọ chú mua mấy xúc gì đâu? Đi lên xúc gì đào đi. Cho nó có nhà mới để ở cho anh. Mai liệu có nhờ được người ra ruộng ra giúp nữa không? Không có rồi, trời nắng này ai cũng đi làm. Trời nắng này cũng đi làm việc của nhà người ta à? Ừ. Thôi mấy ông cháu mình khác làm thôi nhờ. Phần lớn thì hầu như là bà con cũng đã giúp hai ông cháu mình hết rồi. Vâng. Còn là bây giờ còn những cái góc nhỏ nhỏ thôi. Hai ngày mới xong. Đây, hầu như mau còn này. Mà nó còn hốt này. Đây, dùng Quân ở tận đây. Lấy một tô lòng này thân mày nhá. Đây, bây giờ thì mấy anh em thợ cũng đang đợi đến ngày đẹp thì mấy anh em thợ mới xuống để mà triển khai cái phần móng nước cô bác ạ. Hôm nọ ông là tìm được ngày đúng không? Vâng. Tìm được ngày rồi. Vâng. Đấy Quân ơi, đẩy xe qua tận đây Quân. Hai người hot thì Quân nào mình nhà đẩy là sẽ chậm hơn đấy. Để anh ạ lại tiếp tục là đục cái phần đất cứng của nó ra. Ngựa là bao cháu làm thì mỗi người là nhận một công việc thôi các bác. Ông thì chuyên hot, Quân thì chuyên ra đẩy xe đi chở, còn cháu Đức sẽ chuyên ra là làm mà đất nó tơi xốp lên. Trời nắng như này là mấy ông cháu mình còn đào được đấy, còn trời mưa là không, mấy ông cháu mình không đào được đâu. Vâng.
ghé xin mưa mấy ông cháu lại đội áo mưa đào rồi. Mấy nữa không kịp ở, không kịp ở nhà mới đấy. Đúng rồi. Trong lúc làm thì sẽ có một hai cái câu chuyện mà nó chỉ chưa đùa một chút các bác ạ, để cho gọi là yếu nhau một chút cho nó cái không khí nó làm để nó mất mệt mỏi hơn, mất mệt hơn. Mày ơi đi lấy cuốc cái đào đi. Đi. Cái này là gặp như kiểu là đất đá sỏi đấy ông nhỉ? Đá sỏi đấy. Gì đấy mày ơi? Hả? Cái nào cứng thì đó anh tiếp tục là đục. Sẽ mấy xúc khó khải cả. Có mấy xúc thì nhanh không nhỉ? Nhưng mà nếu mà có mấy xúc vào về ấy, thì là còn phải là có đường nó mới vào được. Vậy vừa rồi thì anh lấy vật liệu của bác nhà anh thì cũng gọi có đầy đủ máy xúc, xe máy, xe ô tô, mọi thứ rồi. Thế nhưng mà như con đường này giá anh tầm độ 100 triệu thì chưa chắc anh đã vào. Chưa chắc anh đã vào đào ấy. Bởi vì con đường nó xuống lỗ. Kỳ quá các bác. Lại vừa đi là vừa đào là sợ rằng là bà con người ta không chịu hiến đất để cho mà mình làm nữa. Ở bên chính quyền xã người ta làm thì bà con mới đồng ý đấy. Ok, mình đã đào cho người ta con đường không rồi mà người ta không chịu đấy các bác ạ. Trên vùng cao thì có gia đình thì người ta rất là thoáng, có gia đình thì người ta rất là khủng hoảng. Mấy ông cháu mình làm một mấy phút rồi mà cảm giác như là đi bao nhiêu khối đất đấy ông nhỉ? Không. Quân này chắc quân làm ngày mà chạy tầm 100 xe rùa thì chắc là đến đêm đến tối là quân thơm ngon đấy nhỉ? Đó là mình vận động một chút thì ăn cơm nó mới ngon được các bác ạ. Những cái sa beng này tay những cái phần tay này phải nói là chết hết cả đi các bác. Chết đấy. Ông có bị không? Tôi xem nào. Bị chỗ này bị mụn nước đấy ông nhỉ? Đây này các bác này. Ông bị mụn nước này. Đây này. Cháu lực nữa đây. Đây thì cũng chuẩn bị là có mụn nước này. Khỏi ngay. Khỏi. Khỏi nhanh chưa ông nhỉ? Đây không sao nhưng mà ông cháu mình cứ cố gắng. Cháu thì là cái người mà làm cầu nối, còn ông thì làm cái người đâu nó thì đâu đấy hả, thì đâu nó bây giờ đâu lắm, lúc nó bị vỡ nhỉ ông nhỉ? Vỡ đấy. Mạnh thì vài năm nữa thì mới phụ giúp được ông là nhiều hơn. Sau thì đi vào lớp 1 rồi thì biết là nấu cơm, rửa bát mọi cái rồi. Cháu ngựa tí ra. Nói là cái chỗ đất của nhà ông đấy các bác. Thì ra bên kia thì nó một phần là nó thuộc đất cát ra rất là nhiều. Hầu như là ở khu bên này là nó toàn thuộc dạng là đất cát này thôi. Nếu mà như có đất hơn thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà bây giờ đất này thì cũng làm được nhà thôi. Còn cho được xin nói lại mình một chút các bác nhé. Về cái phần ngôi nhà ấy,
thì là cái phần cột nữa. Thì cái phần cột đấy cháu Lực sẽ không có để mà cột nữa. Cháu Lực sẽ để làm mỗi cái phần răng, một cái phần móng để nó chắc thôi. Do là cái phần kinh phí nó không có đủ cho nên là cháu Lực không có thể mà làm được nhiều hơn. Thì rất là mong nếu như được phần trợ giúp của các cô bác anh chị trợ duyên tới cho hai ông cháu thêm mà kinh phí thì sẽ giúp cho hai ông cháu có một cái ngôi nhà mà nó hoàn thiện được là nhiều hơn. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Trong thời gian vừa rồi thì cũng được là hai chị là Nguyệt Thúy hầu như là trợ duyên hai ông cháu là nhiều nhất. Phải nói là mặc dù là hai chị Nguyệt Thúy ở một cái nơi rất là xa xôi nhưng mà lúc nào trong tim của các chị cũng hướng về Việt Nam, hướng về bà con nghèo, hướng về những cái hoàn cảnh mà còn khó khăn ở trên vùng cao. Thì xin thay mặt hai ông cháu cảm ơn hai chị rất là nhiều. Có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Cháu Lực cũng đã cùng mấy anh em thợ là đi vào hoàn thiện xong hợp đồng rồi và cũng gọi anh em anh chở vật liệu ấy xem con đường cho cháu Lực có chở được vào cái chỗ mà vừa rồi cháu Lực xin cái bà mà để đất ở trên đấy không. Đấy, thì anh cũng có nói rằng là chở vào rất là thoải mái. Có lẽ là hầu như là nó đã vào dần ổn định hết rồi cô bác ạ. Bây giờ chỉ còn thiếu một cái duy nhất thôi là cái phần kinh phí thôi. Rất là mong các bác sẽ trợ duyên là nhiều hơn. Đấy, xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và để mà cùng em Quân là hộ thêm hai ông cháu nữa, cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa. Và hẹn gặp lại quý ông bà con chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Mạnh bây giờ chào tạm biệt các bà nào. Không làm được gì đấy. Con chào tạm biệt các ông các bà. Nói to lên thế nào. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi bye bye các ông bà đi. Bye bye. Thầy ông nghỉ tay gửi lời chào tạm biệt tới các bác này không. Ừ. Chào các chị các bác nha. Đấy, để cho mấy ông cháu mình bây giờ là làm nó nhanh hơn. Để cho cả em cameraman vào làm cùng nữa. Đấy, Quân thì là rất là nhiệt tình của bác ạ. Cũng là hoàn cảnh mà hiện tại cháu Lực đang đi chia sẻ. Hiện tại thì cháu Lực mở ra cho em Quân thêm một kênh nữa. Kênh của Quân thì Quân có thể là gửi một lời cho các bác để mà các bác qua ủng hộ nhiều hơn. Vâng. Tem ở kênh của con thì là tên là Tem Bạn Em. Con cũng rất mong tất cả các ông bà các chú anh chị nếu mà xem được những cái thước phim của con chia sẻ về những cuộc sống hàng ngày của con thì mong tất cả các ông bà các chú anh chị sẽ cho con một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ và một nút like để lan tỏa cho nhiều người biết đến hơn. Và sau này nếu mà cô bác có thể xem được những cái thước phim của con thì con mong tất cả các ông bà các chú anh chị sẽ cho con một nút like và một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh để lan tỏa cho nhiều người biết đến hơn. Và sau này nếu mà con đi gặp những hoàn cảnh con khó khăn ở trên vùng cao thì con sẽ chia sẻ cho các cô bác cùng thấy, cho các cô bác cùng xem. Và nếu mà các cô bác xem được video thì con cũng xin cảm ơn tất cả các ông bà các chú anh chị rất nhiều ạ. Và con chào tạm biệt các ông bà các chú anh chị ạ. Xin chào các bác. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.